World Health Organization WHO has just announced first appeared new virus called social network. These viruses make patients cannot stop using social networking sites, loss of awareness about the world out. More than 100 countries have declared having infected people. Tác hại của mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc gây ra các chứng bệnh vô cảm, giảm thiểu về khả năng giao tiếp cũng như là ảnh hưởng tới sức khỏe, mà ngày nay nó đã trở thành một căn bệnh có nguy cơ lây lan trên toàn cầu. Bộ Y tế của Việt Nam đã công bố những ca nhiễm bệnh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ phóng viên hiện trường của chúng tôi đang có mặt tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh để ghi nhận lại căn bệnh này. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Let me take a selfie. Virus MHH thật nguy hiểm, nó đã âm thầm hủy hoại con người cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng đâu mới là nguyên nhân khiến virus MHH xuất hiện và truyền nhiễm tràn lan như vậy? Một câu hỏi mà cả thế giới từng thắc mắc và may mắn hiện nay đã tìm được câu trả lời. Tôi kể ông nghe hồi nãy đó, tôi đi xe buýt đó, mà ông tài xế, ông thấy ghét lắm. Tôi đưa ông 2.000 mà ông nói tôi đưa thiếu, ông thấy chịu được không? Đã vậy đó hả? Tôi xuống tôi ngồi kế với chị kia, thấy chị cũng đẹp ơi là đẹp. Vậy mà hả, đành lòng nào tôi ngồi kế bên. Cái tôi nói cái chị nó quay qua nói tôi hả, em im lặng giùm cái đi, sao vô duyên quá vậy. Mà ông thấy tôi có vô duyên không? Ông thấy tôi có vô duyên. Nãy giờ tôi nói không có nghe gì không? Nãy giờ tôi nói không nghe gì hết hả? Ông coi cái gì mà ông coi hoài vậy? Ông coi cái gì? Hiện là do con người đã quá phụ thuộc và lạm dụng vào mạng xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử, virus từ thế giới ảo đã có ảnh hưởng trực tiếp tới con người. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà khoa học sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp để khắc phục và trả lại cuộc sống tốt đẹp cho con người. Kính thưa quý vị, tình hình căn bệnh có vẻ đang vượt quá tầm kiểm soát. Chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về cách điều trị căn bệnh hiệu quả. Vì vậy, ý thức của mỗi người dân là rất quan trọng. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, khuyến cáo các bạn hãy tránh xa các thiết bị điện thoại di động, các thiết bị thông minh có thể kết nối vào mạng xã hội để ngăn chặn tình trạng lây lan ngày càng rộng của căn bệnh này. Khi có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ thông tin tới cho tất cả quý vị và các bạn. Yeah.